Tôi xin được đọc bài thơ này trước, rồi xin được tôn vinh Chúa. Bài thơ có tựa đề là Tiếng Chúa Gọi. Chánh chiêm thánh chức Chúa ban là sự kêu gọi thiêng liêng thiên đàng, tiếng kêu mời gọi rõ ràng giữa bao tiếng động bình an ngập tràn. Đời con đôi lúc ngổn ngang, người trong tôn giáo làm tàn khinh chê, con làm thâu thuế ê hề, tiền tài dư dật ê chề thương đau. Chúa kêu gọi đến đây mau, tin lành rao giảng ngày sau vui mừng. Lên non vượt biển băng rừng, rao truyền lời Chúa tin mừng muôn dân. Bàn chân rao giảng phúc âm, yêu thương cứu rỗi tội nhân phục hồi. Bao nhiêu tội lỗi xóa bôi, huyết Ngài thanh tẩy đền bồi thỏa vui. Bước theo chân Chúa không lui, nhân danh cứu Chúa tin vui loan truyền. Danh Giêsu Chúa năng quyền, chữa lành tuổi quỷ chân truyền đi ra. Tội con đầy dẫy Chúa tha, thiên đàng vinh hiển là nhà của con. Từ nay theo Chúa sắc son, mão triều vinh hiển chờ con muôn đời. Amen.